Trời ơi, sao giờ này hai đứa còn ngủ nữa? Hương, dậy. Thảo, dậy. Hương. Ủa, chị hai dậy rồi đó hả? Chờ chị hai đi chợ về, chắc đói lắm đúng không em? Dạ. Giờ chờ chút xíu, chị dọn cơm cho hai em ăn nha. Chị hai ơi, nghe giọng của chị hai nói em nhớ mẹ quá à. Chị hai ơi, chừng nào mẹ mới về với chị em mình vậy chị hai? Con còn trong nỗi cha bỏ con bơ vơ đi theo người, cậu đêm về cứu mang gì thương cháu, khắc sửa bố tay mồ côi lúc chào đời. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao nhẫn tâm mở cho người dài qua dài, con âm thầm khôn lớn thầm yêu một mình lay lớn giữa giờ một lần. Con gái nhớ mẹ về đây. Chị hai ở đây rồi. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao nhẫn tâm mở đêm con cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn gian nào có
tuổi thương con không. Nhớ mẹ ly mồ
sao ta bơi, ai đâm đâm ai pha đuôi, cho hồ nước đây là mặt gương soi, non xanh mà nước biếc ôi à. Quán nhàn mái chèo là quán nhàn mái chèo ôi à, nhìn bóng chiều in ngân nữa, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối, xuân sang mái chèo nhịp đời sinh sôi, thuyền về mà bên mái ôi à. Cá nàng lưới đời là cá nàng lưới đời ôi à. Chèo ta bơi, ai đâm đâm ai pha đuôi, cho hồ nước đây là mặt gương soi, non xanh mà nước biếc ôi à. Qua nhàn mái chèo là qua nhàn mái chèo ôi à, nhìn bóng chiều in ngân nữa, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối, do sao mái chèo nhịp đời sinh sôi, thuyền về mà bên mái ôi à. Cá nàng lưới ơi là cá nàng lưới đời ôi à, thuyền ta ngược thuyền ta xuôi, thuyền ta ngược thuyền ta xuôi, nhìn bóng chiều yên ngân nước, ta nhìn bóng chiều yên ngân nước, thuyền ta ngược thuyền ta xuôi, thuyền ta ngược thuyền ta
ta nương dâu nông ta mặn dối. Gió đông quang gánh sạch áo em tôi, tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ, những điều buồn sông tình cánh cỏ lá lơi, tình 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 trong hội ngoài đình, tình 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 anh mắn em đưa. Ánh mắt em lung lay, sóng rượu bê giọt đầy, trông tranh phần em. Oh, hê hà. Oh, hê hà. Tìm bài hát. Chào hoa tay cho Hoài Ngân và Hoài Thương. Xin mời cảm xúc của anh Thanh Duy và chị Khả Như trước đi ạ. Chú thấy bài này hơi quá sức với tụi con. Xin lỗi Hòa. Thực sự là anh nghe bài này anh thấy tụi con, tức là ở vòng loại tụi con đã hát một bài hát hay, chú rất là thích. Ở vòng này thì khi mà tụi con hát cái bài vừa rồi á, chú cảm nhận được là tụi con đang cố tỏ ra là mình hát ngọt ngào, mềm mại và sử dụng nhiều kỹ thuật. Nhưng mà vô tình cái điều đó làm cho là cái tình cảm của cái bài hát nó không còn nữa. Tại vì những cái bài hát mà người ta nghe, người ta cần phải có cái sự liên tưởng về cái không gian mà cái bài hát mang tới. Hồi nãy chú có cảm giác là tụi con hơi trả bài. Tụi con hát là tụi con hát để như thế nào để cho đúng cái nốt đó, đúng cái cao độ đó, những cái luyến lấy, những cái lẫy lẫy của tụi con là phải đúng cái chỗ đó, là phải như vậy. Thì chú lại cảm giác là nó không có sự tình cảm. Chú xin lỗi là chú nói nó hơi thẳng, nhưng mà đó là những gì mà thực sự chú đang cảm nhận. Và chú hy vọng là tụi con hát cái dòng nhạc này thì con nhớ là ngoài cái việc là mình phải hát đúng cao độ, hát thật là mượt mà và ngọt ngào, thì quan trọng hơn là mình phải có tình cảm ở trong cái bài hát đó nha con nha. Thật sự thì cảm ơn anh Duy. Nói chung là Hòa như thế này như lại cũng giống anh Duy, nhưng mà như lại binh vực thí sinh hơn một tí. Đó là thật sự thì cái bài hát này nó là một cái bài khó với tụi con, và nhưng mà
cô nghĩ là khi mà cô Hòa Minzy đã chọn cho tụi con thì chắc chắn tụi con phải hát được cô Hòa Minzy mới chọn. Cô thì cô chỉ nhìn xem cái phần trình diễn của các con thì cô cảm thấy đây là hai thiếu nữ tóc rất đẹp, tóc dài đẹp ơi là đẹp, nhìn rất là mượt mà, rất là dễ thương, và tụi con có cái chất dịu dàng đáng yêu đó của những người mà trình diễn ca khúc thể loại như thế này. Và cô nghĩ rằng nếu như vào vòng sau các con trau dồi hơn nữa, và với cái khả năng hát của tụi con cộng với cái khả năng của cô Hòa Minzy thì chắc chắn phải thành công thôi. Bởi vì thật sự đây là một bài hát khó mà con đã hát được như vậy. Thật sự cô rất là lo ở những cái nốt cao, những cái nốt giả thanh của tụi con, làm cô sợ, nhưng mà tụi con hát vẫn tròn trịa, có nghĩa là tụi con có bản lĩnh để làm điều đó, và chắc chắn tụi con sẽ làm được. Cộng với cái sự sáng sủa và đẹp đẽ của mình thì chắc chắn sẽ làm cho khán giả thích thôi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khá Như. Còn anh Hồ Việt Trung thì sao ạ? Xin mời anh. Đi về cái dòng nhạc trữ tình quê hương này á, quan trọng ở đây á là những cái nốt nhạc mà tụi con hát lên gió đó. Thực sự là có những chỗ chú không nghe được con hát cái gì. Không có rõ đúng không? Không rõ, chú không nghe được con hát cái gì. Mà hai người cùng hát vô nữa thì càng không nghe rõ luôn. Nó cứ... Những cái góp ý của chú Hồ Việt Trung là như thế đó. Quan trọng là cái bài hát này chỉ cần mình thả hồn tình cảm vào thôi. Nhưng có lẽ là chú nghĩ là tụi con bị tâm lý giống như là chú Thanh Duy nói, là cái bài hát này bị quá sức cho tụi con, nên tụi con muốn thể hiện cái chất giọng hơn là muốn thể hiện cái tình cảm trong bài hát này. Đúng. Nhưng bài hát này là một bài cần thể hiện tình cảm nhiều hơn, không cần phải xử lý gì nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng bay bổng là được rồi. Về phần em thì em chỉ thấy là do đó hai con quá căng thẳng anh à, mà những cái bài hát này thấy khó hát chứ bộ, mà nhiều khi không phải là bài tủ của hai con nữa, mà không phải bài tủ mình có một cái sự hồi hộp chết rồi, cái này hát sao, là hát vậy có đúng chưa ta, nó có nhiều cái suy nghĩ trong đầu lắm, cho nên một phần là hai con căng thẳng đó. Không sao đâu, nhưng mà thấy như vậy là tốt lắm rồi, một bài hát khó mà cái phong cách trình diễn hai con rất là tự tin. Những cái gì kinh nghiệm mà chú Duy và chú Trung chia sẻ là tụi con sẽ rút kinh nghiệm thôi. Không cần nói chuyện. Lý do mà em để cho các con hát cùng nhau cái đoạn gió đấy là bởi vì khi một mình các con hát giọng gió đấy rất mỏng. Cái bài hôm thi đầu tiên em đã thấy là các con hoàn toàn sử dụng giọng gió hết trong tất cả các giọng hát của mình. Nên là ngày em mới gặp các con và mới dạy cho các con thêm về cái việc là chúng ta hát thể loại này, nếu mà các con cứ hát gió mãi như thế thì khán giả sẽ không nghe được bất cứ một cái lời gì cả, và người nghe nó cứ bị ở bên trên mãi mà người ta không có cảm nhận được cái tình cảm đấy. Ngày hôm qua thì các con còn hát là vẫn còn bị phô nè, và vẫn còn chưa được đúng cái giai điệu. Nhưng ngày hôm nay thì Hoài Ngân đã hát rất là đúng những gì mà em đã dạy. Em rất là hy vọng các anh chị và tất cả quý vị khán giả có thể hiểu được là đây là một thể loại âm nhạc rất khó. Và nếu không phải là những người có sẵn một cái khả năng với dòng nhạc này như hai con thì sẽ không thể hát được. Chỉ dám động viên các con là tình cảm hơn, ngọt ngào hơn, và hát thay đổi cái cách hát của mình đi, đừng hát giọng gió mãi. Còn lại tất cả mọi thứ về việc chọn bài hát khó ngày hôm nay thì đó là do lỗi của em, nhưng mà so với tất cả những gì mà các con đã tập với em trước khi mà lên sân khấu ngày hôm nay thì đây là một sự thành công đối với em và với các con. Thực ra anh muốn nói một ít thôi. Hòa ơi, thực ra là cái cách mà Hòa đang huấn luyện á rất là giống cái cách mà anh đang huấn luyện các bé. Cách mà em chọn bài, rồi cái cách mà em đưa bài cho các bé xem là các bé có thích hay không. Vâng. Quan trọng nhất là tụi con phải thích. Các bé phải thích và tự các bé thấy các bé là có thể làm được hay không. Và bản thân mình là huấn luyện viên thì mình sẽ đưa ra những cái lời khuyên để cho các bé biến chuyển theo cái sự hướng dẫn của mình. Anh có cảm giác em có buồn ở trong đó, nhưng mà thực ra là cuộc sống của mình mà sẽ có những lúc mà mình làm sai. Yeah. Và sẽ có những lúc mà mình cần phải thấy cái sai đó và mình đứng dậy để mà mình cho một cái gì đó nó tương lai nó tốt đẹp hơn, nó tươi mới hơn. Em cũng muốn hỏi hai con ý, cô chỉ hỏi đúng một câu thôi, là không biết cả hai con có thích bài hát này không? Dạ con thích ạ. Con cũng thích ạ. Đó. Vậy được rồi. Vậy được rồi. Không, thật sự là bài hát này là một hát rất là khó, tụi con đừng có buồn. Tại vì chú biết là cũng rất nhiều người mà đưa bài hát này cũng khổ sở lắm. Trong đó có chú. Chú nữa. Thật ra trên đời này có rất là nhiều cái khó. Nhưng mà không phải vì nó khó mà chúng ta không làm được. Chúng ta còn phải thử sức. Giống như ngày hôm nay, hoặc là những bé khác có thể mắc những cái lỗi lầm này, những lỗi lầm kia. Và từ những cái đó, những cô chú ngồi ở đây thấy những cái điều đó và góp ý cho tụi con. Còn nếu như tụi con nằm ở mức an toàn quá mức thì tụi con sẽ không có những bài học kinh nghiệm. Tụi con đã có một sự trải nghiệm vô cùng chân thực trên sân khấu này. Cho dù ngày hôm nay chúng ta có những cái gì đó chưa như ý mà mình mong muốn, nhưng tiềm năng của các con có, chứ không phải không. Cho nên rằng là những gì mà tụi con thể hiện ngày hôm nay chắc chắn sẽ được ghi nhận trong mắt của tất cả mọi người. Và chú hy vọng rằng là chú không cấm
tụi con buồn. Nhưng từ những cái buồn đó, chúng ta sẽ phải nhìn lại mình khiếm khuyết chỗ gì, mình sẽ sửa những chỗ đó, để biết đâu đó trong tương lai tụi con sẽ chinh phục lại bài hát này một cách tuyệt đỉnh nhất. Xin được cảm ơn rất là nhiều những lời nhận xét chân thành từ các cặp đôi huấn luyện viên dành cho hai bạn nhỏ trên sân khấu. Phải nói một điều nữa là hai con ngày hôm nay quá là gan dạ, và tụi con đã vượt qua hết tất cả những cái thử thách của cô Hoàng Minzy từ trong đội của mình rồi. Và chúc cho tụi con sẽ may mắn ở trong tương lai nhé. Một tràng hốt tay cho hai bạn Hoài Ngân và Hoài Thương. Cảm ơn tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là một bài hát rất là sôi động mà Minzy sẽ hát cho mọi người nghe. Nguồn lửa bùm bùm từ trong ta ha ha ha. Xin chào, một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn chiến binh đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập. Xin mời. Một ngọn lửa hồng gọi mê ta, một ngọn lửa hồng sáng rừng già, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên em thương ai, thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên như chiến sĩ cao nguyên. Bên anh lửa vỡ bùng, cháy lên nỗi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói nhé mãi nhé. Lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào. Ngọn lửa hồng từ bao la, ha ha ha. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa mồ hôi cháy mãi. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa mồ hôi. Cháy lên hơi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên.
Trời ơi, nói gì nữa bây giờ? Không cần trời nói gì nữa. Đi lên kia đứng. Trời ơi, đây chú muốn bị thiêu rụi luôn rồi con ơi. Con ơi con, con hát mà mọi người muốn về rừng ở luôn. Trời ơi, hay quá. Gắn gọi chúng thích. Mọi người đã đứng lên hết vì con. Tất cả khán phòng ở đây phải vỗ tay cho tụi con. Cho nên là tụi con phải tự tin về cái chuyện này mình đã làm được ngày hôm nay, đúng không ạ? Wow, chúc mừng tụi con. Bây giờ nè, sẽ phải bình tĩnh lại và đưa ra nhận xét của mình. Xin mời Diệu Nhi. Dạ, thật ra thì kinh điển luôn á. Cô Diệu Nhi thấy ba con giống như là thấy thoải mái, không có gì mà phải cố gắng để mà giao lưu với nhau, cũng không có gì phải cố gắng để mà mình khuấy động không khí lên. Tất cả nhìn nó tự nhiên, giống như là tụi con đang trình diễn thật sự mà ba đứa con hiểu ý nhau hết. Phải nể cô Hòa với lại chú Lập luôn á, phân chia cho tụi con ai cũng có một cái chỗ để mà tụi con khoe giọng ra hết trơn á, không có bạn nào bị lép với bạn nào á. Cái bài này ba bạn đều sáng trưng hết mà mặt rất là dễ thương, rất là ra chất luôn, kinh điển á. Cảm ơn cô. Wow. Hay đấy, xin mời anh Trung. Sao anh ngất luôn rồi ạ? Xỉu rồi. Mất máu, quậy rồi, mất ngọt máu. Thở luôn. Vô nước biển. Lớn tuổi rồi mà quậy thêm cái tụi nít đó. Rồi, bây giờ diễn gì còn nói cái gì nữa bây giờ thôi. Ok, duyệt. Cảm ơn ạ. Chú với cô Phản Như cũng không có nói gì quá nhiều về tiết mục này, thật sự là như vậy. Bởi vì cô Như nói hết rồi, đây là một tiết mục như thế nào em, rất là hay, tuyệt vời. Đơn giản vậy thôi, vậy mà được, đơn giản thôi. Rất là vui vì tụi con đã vào đội của cô Hòa và cô Hòa đã lựa chọn cho tụi con một cái bài hát mà có thể mang ra hết tất cả những cái nội lực, những cái ngọn lửa trong lòng của tụi con. Và tụi con đã làm được cái điều là khuấy động toàn bộ cái khán phòng này, kết nối tất cả mọi người lại với nhau ở trong cái khán phòng này. Và chú tin là những khán giả xem truyền hình này cũng sẽ cảm thấy rất là thương, rất là thích và được truyền năng lượng bởi tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Với giọng của ba con thì thật ra là nó cũng không có cái sự chênh lệch nhiều về cái quãng giọng. Cho nên là sau khi mà lựa chọn các con xong thì phân câu các thứ nó rất là dễ. Bởi vì câu nào hầu như là các con được làm được hết. Hay. Nên là cái nhóm này là một nhóm mà em khá là tự tin. Đây là một trong những tiết mục tốt nhất của team mà cô đã được xem. Cảm ơn cô ạ. Hay lắm con, hay. Chú Lập. Cô Hòa giúp tụi con giải tỏa trong cái giọng hát. Còn chú thì hỗ trợ tụi con về cái việc giải tỏa cái năng lượng. Để có được năng lượng con mang đến cho mọi người là đầu tiên tụi con phải truyền năng lượng cho nhau. Tụi con phải truyền những ngọn lửa bên trong của tụi con thành một ngọn lửa rất lớn để mang đến cho khán giả. Và ngày hôm nay tụi con đã làm được điều đó là chú rất mừng, là bởi vì đôi khi chúng ta hát rất hay nhưng mà cái bí quyết để mang tất cả mọi người vào trong cái tinh thần của mình mong muốn đó chính là cái năng lượng của mình và cách giải tỏa năng lượng, và tụi con đã làm được rất là thành công. Chúc mừng tụi con. Hay lắm. Thật sự phải nói là cảm ơn tụi con đã mang tới một cái tinh thần rất là tuyệt vời. Và giống như cái tên của cái bài hát này là Ngọn Lửa Cao Nguyên. Một tràng hô tay nữa cho ba bạn. Cảm ơn tụi con. Bây giờ mình đi vô phải là như Tây Nguyên. Mình bùng bập bùng đi vô nè. 2, 3. Bùng bập bùng đi vô nè. 2, 3. Bùng bập bùng đi vô luôn. Tất cả chúng ta đã đến với rất là nhiều cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhiều phong cách, nhiều thể loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau được trình diễn trên sân khấu. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả đến từ cặp huấn luyện viên Hòa Minzy và Huỳnh Lập. Xin chào mừng các con quay trở lại sân khấu. Và bây giờ xin mời Hoàng Minh Di cùng với chú Huỳnh Lộc sẽ chia sẻ đôi điều với các con ha. Quả thật đây là một cảm xúc rất là khó chịu. Nó không có dễ dàng tí nào. Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Để khi mà chúng ta đối mặt rồi, chúng ta sẽ nhìn lại những gì mà chúng ta đã làm để chúng ta trưởng thành hơn. Cho nên rằng là chú mong tất cả các bé ở đây, đi hay dừng, chúng ta vẫn luôn có một tinh thần là sẽ mãi mãi cháy hết mình với những gì mà các bé đam mê. Cho dù không phải là bây giờ nhưng có thể là tương lai. Con đường của các con còn rất dài. Dừng lại ở đây không phải là một cái sự kết thúc gì đó dữ dội đâu. Nó sẽ mở cho con nhiều con đường khác nữa để tụi con có thể trưởng thành hơn rất nhiều. Và bây giờ thì chú và cô sẽ mình vào luôn cái giai đoạn mệt tim ha con ha. Và đầu tiên thì chú sẽ chúc mừng cặp đôi an toàn được bước vào vòng trong. Xin chúc mừng Viết Học và Trâm Anh. Chúc mừng tụi con. Và bây giờ sẽ là cái khoảng khá là
chú rất xin lỗi. Thị Hương, ô, tất cả bạn còn lại, các bạn đi tiếp. Một tràng hô tay xin được chúc mừng các bạn còn lại. Và một tràng hô tay lớn hơn xin được cảm ơn các bạn ở phía trên đã nỗ lực hết mình trong cuộc đấu của Từ Đến Sông Ca Nhí mùa 3. Cho em xin được phép nói vài lời. Đầu tiên là cô rất là xin lỗi các con. Cô sẽ nói lý do vì sao mà các con không được lọt vào vòng trong. Ở đây trong tất cả 13 thí sinh của đội mình, không ai là người không cố gắng bằng các bạn cả. Nhưng mà ở trong đó còn có vài phút các bạn không để tâm đến những gì cô nói. Trong đó có vài phút các bạn lơ đãng với những cái thú vui ngoài cuộc sống mà không tập trung đến cuộc thi. Và trong đó đặc biệt nhất là ở khả năng cá nhân của mỗi bạn. Cô cần các bạn phải trau dồi và rèn luyện hơn rất là nhiều, bắt đầu từ bây giờ đến khi nào mà các con sẵn sàng tham gia một chương trình tiếp theo. Ở mỗi bạn thì nếu mà các bạn song ca hoặc là hát tam ca với các bạn còn lại á, thì đôi khi còn che được cái điểm khuyết của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta không còn nhiều, giống như là bạn Trần Quốc và Mai Phương, hai con hát cùng với Minh Thư, ba bạn tam ca với nhau, thì mỗi bạn hát rất là ít trong bài. Bây giờ cô chỉ để cho bạn Mai Phương và Trần Quốc hát với nhau thì các con sẽ bị lộ ra rất là nhiều các khuyết điểm mà cô nhìn thấy cũng như là cô đã nói với hai con. Thì trong cái thời gian mà tập luyện ba con với nhau á, là chúng ta đã chỉnh sửa rất nhiều và hai con cũng đã thay đổi rất nhiều. Không biết là hai con có nhìn thấy được những cái điểm đấy không? Anh Thư thì tất cả những gì mà cô đã nhắn nhủ thì cô mong là con hiểu và cô muốn con tập luyện nhiều hơn về tất cả từ thần thái sân khấu đến giọng hát của mình, rèn luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn và tập trung nhiều hơn cho những cái gì mà con lựa chọn. Người ta nói là yêu nghề hơn nữa. Hoài Thương, cô không chọn con không phải vì tiết mục vừa nãy trình diễn bọn con hát không hay hay không tốt như các cô chú nói, nhưng thực sự bọn con đã hát rất tốt trong ngày hôm nay. Nhưng để mà đi tiếp và ghép cặp với một bạn tiếp để lựa chọn thì Hoài Ngân sẽ lựa chọn tốt hơn. Cô rất mong là con hiểu những gì mà cô đang nói. Còn cuối cùng tại sao cô lại lựa chọn loại Thị Hương? Đối với tất cả các bạn thí sinh khác á, thì không sao. Nhưng mà riêng với Thị Hương thì ngoài dạy con hát, nhắc con phải tập trung với tiết mục của mình, thì cô còn có một cái trách nhiệm khác trong cuộc sống của Hương. Cô trò mình còn bảo là thi xong mình còn phải tìm trường để con đi học lại lớp 2 nữa. Con nhớ không? Cho nên từ bây giờ đến khi mà ra ngoài cuộc sống á, cô trò mình chắc chắn sẽ vẫn gắn kết với nhau. Và con sẽ phải quay lại khi mà con sẵn sàng, khi mà con hay hơn nữa. Và khi con trở lại thì con phải thật sự xuất sắc. Các con dừng lại á, là để cho mình có nhiều thời gian hơn để làm bản thân tốt hơn. Tất cả trong một tuần vừa qua, bắt đầu từ khi mà chúng ta gặp nhau để luyện tập, cô đã dành hết tất cả những gì mà cô có thể cho các con. Thật sự là cô rất là thương các con mà. Cô thật sự là cô không muốn loại bất cứ ai, nhưng mà chương trình thì có luật và cô chú thì phải thực hiện theo luật của mình. Cô nói dài như vậy không biết là các con lắng nghe được bao nhiêu, nhưng mà đây là thôi, cô rất là xin lỗi mọi người và hy vọng là các bậc phụ huynh các cũng em nó khóc hiểu cho bọn em, và mong rằng tất cả các anh chị quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho các con trên con đường sắp tới. Cảm ơn mọi người. Đó là điều chắc chắn rồi ạ. Và tất cả chúng tôi sẽ dõi theo hành trình thành công của chính tất cả các chiến binh đến từ cặp huấn luyện viên Hòa Minh Di cũng như Huỳnh Lập. Một tràng hô tay lớn cho họ được không ạ?
trình Tuyệt đỉnh Sông Cả Nhí 2019 đã trải qua một chặng đường với nhiều cảm xúc. Với đêm thi quyết định cơ hội giành lấy tấm vé bước vào đêm chung kết, các cặp đôi nhí càng bùng nổ quyết liệt hơn với phần thi của mình. Mong rằng cái bản lĩnh của tụi con cộng với cái khả năng của tụi con sẽ làm cho tụi con tỏa sáng. Giọng của con quá hay đi. Với cái việc mà hát như thế là đã là một thành công được 80% rồi. Kịch bản rất là ý nghĩa luôn. Chú coi tiết mục này chú cảm thấy rất giải trí, rất dễ chịu. Phần trình diễn rất là tốt. Chúc mừng hai con nha. Tuyệt vời. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón các chiến binh đến với đêm bán kết quyết định của Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2019. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với đêm thi bán kết của cuộc thi Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2019. Và đêm nay lại là một đêm rất tâm huyết của các cặp đôi huấn luyện viên. Chúng ta chỉ còn một đêm thi nữa thôi sẽ bước vào trận chung kết của chương trình. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem tối nay các bạn thể hiện như thế nào thông qua những tiết mục của mình. Nhưng trước khi đó hãy cùng nhau gặp gỡ các huấn luyện viên trong đêm thi tối nay. Xin được giới thiệu bộ đôi Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Lung linh lộng lẫy lấp lánh như những vì sao. Cảm ơn các em. Tiếp theo sẽ là một bộ đôi trong nhung lụa, xin được giới thiệu huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Một màu xanh hy vọng dành cho tất cả các con. Và cuối cùng, một bộ đôi luôn tràn đầy năng lượng và rất xinh đẹp, xin được giới thiệu huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Mọi người, yeah. Minh Dù xin được thông báo với các cặp đôi huấn luyện viên khá căng thẳng đây. Đêm nay chúng ta sẽ phải loại đi một cặp chiến binh. Cảm xúc ngay bây giờ như thế nào? Xin mời Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Tự nhiên nói đến đoạn này cái hết vui rồi. Vô tới bán kết rồi, hai cặp đôi này là mình đã dồn hết tâm sức của mình để mình rèn luyện cho các cháu. Phải nói là vào tới đây rồi thì cặp đôi nào cũng tài giỏi hết thì mới vào được tới đây. Mà bây giờ mà mình phải loại đi thì thật sự là nhức đầu luôn, không biết phải làm sao luôn. Ngày hôm nay là hy vọng là tụi con sẽ diễn tốt. Còn cái chuyện loại thì chắc để Diệu Nhi. Lúc nào cũng vậy nữa. Hết. Từ đầu đến cuối chương trình là đến cái phần loại là kêu em. Tại vì Diệu Nhi dứt khoát hơn. Anh không nở. Không nở. Chính xác là như vậy. Tại bởi vì anh gắn liền với tụi con trong phần ca hát nhiều hơn, đúng không? Đúng rồi. Đến cái vòng này rồi thì Nhi cảm thấy là có lẽ đến cái lúc mà các con biết được cái kết quả sau đêm nay thì chắc các con cũng sẽ không có khóc như là những cái vòng trước nữa đâu. Bởi vì trong cái chương trình năm nay các con đã có nhiều tiết mục, gọi là anh em mình đã cố gắng rất là nhiều anh hả? Nhiều tiết mục đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đúng rồi, và khán giả cũng rất là thương các con, tất cả các thí sinh trong chương trình Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí năm nay. Thì cho nên là bớt khóc chắc chắn luôn đó, bởi vì các con cảm thấy thỏa mãn, mình làm được rất là nhiều trong năm nay rồi. Thế mới nói đây là một bệ phóng dành cho tất cả các tài năng nhí. Thế Hòa thì sao? Ngày hôm nay em lại được hát thêm một bài. Đây là bật mí nhỏ nhỏ của Hà Minh Di đúng không ạ? Con Huỳnh Lập. Dạ, lát nay cũng có show luôn. Ông, thật sự chia sẻ nha, khi mà em tham gia chương trình mới được có cơ hội xuất hiện lại trên sân khấu truyền hình với cái nghệ thuật kịch á, kịch dạ. Sân khấu truyền hình á, mình được chính thức đường chính được bước lên sân khấu này, tiếp tục được diễn cho tất cả các bé nữa, vậy thì còn gì bằng, tuyệt vời bằng. Thật rồi. Sự phải nói đêm thi tối nay rất đặc biệt, bởi vì từng tiết mục của các con sẽ được sự hỗ trợ của các huấn luyện viên trong đội của mình. Còn anh Thanh Duy và chị Khả Như hồi nãy giờ ngồi rất đăm chiêu. Anh muốn chia sẻ điều gì, chị Như muốn chia sẻ điều gì với các con? Như hả? Dạ. Như đang nhớ bài. Như thật sự Như rất là áp lực luôn. Thật sự chia sẻ với quý vị là ăn không ngon, ngủ không yên. Mà sao vẫn không xuống ký ta? Alo, Diệu Nhi, sao vậy? Alo. Con nói gì? Không có gì hết. Diệu Nhi nói ai á, chứ phải Khả Như. Mà thật sự thì thật sự là đến cái vòng này thật sự sợ lắm. Tại vì á, không biết đây có phải là vòng cuối cùng để các bé tham gia với chương trình hay không. Nên phải là một món quà để tặng cho các bé. Và cái điều quan trọng là cái sự hỗ trợ của huấn luyện viên. Hỗ trợ như thế nào để cho con người ta diễn tỏa sáng trên sân khấu, chứ hỗ trợ mà làm nát bét tiết mục của người ta tội nghiệp lắm. Nên bản thân phải tập trung rất nhiều.
Nói chung là quý vị khán giả hãy đón xem chương trình để biết là Cả Như đã cố gắng như thế nào và anh Thanh Duy cũng vậy. Cảm ơn chị Như. Còn anh Thanh Duy tiếp lời ạ. Thanh Duy như trên. Dạ. Ngắn gọn. Gia đình hôm nay mặc đẹp còn xúc tích nữa. Một tràng pháo tay cho gia đình Thanh Duy và Cả Như. Chúng ta thật là xúc sắc. 2, 3. Bỏ. Bỏ. Hôm nay đẹp. Giữ thành hình ảnh. Im lặng cho nó sang. Vâng. Quý vị thân mến, đêm nay sẽ là một đêm rất trông đợi dành cho tất cả mọi người. Như một trong số các huấn luyện viên có chia sẻ rằng là mong muốn từng tiết mục của các con sẽ là tiết mục cuối cùng, cho nên sẽ đầu tư rất nhiều tâm huyết vào đó. Và hãy chờ đợi xem 6 tiết mục trong đêm tối này như thế nào. Quý vị thân mến, có thể nói tuyệt đỉnh song ca nhí của chúng ta thử thách rất nhiều đến với các tài năng. Mỗi tập thi sẽ là một bài toán dành cho tất cả các cặp đôi huấn luyện viên. Và tiếp theo sẽ là tiết mục đến từ Minh Hằng và Ngọc Nhi, hai bạn học trò của huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Gì? Ê, không mấy mình đi ra lại đi. Tôi thấy ở ngoài kia rõ ràng á, chỉ mũi tên vô trong đây á, ghi là khu vực cấm vào. Ba tôi nói á, cái gì mà hả, nó cấm á là nó nguy hiểm lắm á, mình đừng có vô, đi về đi. Trời đi ơi, đi phượt cái tôi mà sợ cái gì. Đi có tôi là đừng bao giờ sợ đấy. Người đàn ông mạnh mẽ nè. Gì vậy? Yên tâm đi, đàn ông này không sợ gì hết trơn á. Đi. Nè nha, ông hứa có chuyện gì là ông phải bảo vệ tôi đó, nghe chưa? Ừ. Đi thôi, đi. Ai cho đi đâu mà đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Ôi. 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 Ôi mẹ, ôi mẹ, ôi mẹ. Thấy chưa? Tôi đã nói khu vực cấm vào là nguy hiểm lắm đó, thấy chưa? Đây là khu vực cấm. Ai cho các ngươi vô? Chị ơi, khoan chị ơi, đừng mà đừng bắt em. Nhà em con một, ba má em đang chờ em về. Chị bắt em không có làm gì được hết trơn á. Em làm biếng lắm. Em biết ăn nè, biết ngủ nè, chơi game nè, chứ không biết làm cái gì hết trơn á. Trời ơi, bắt em về không có làm gì được đâu, lau nhà được chứ em không biết đâu. Đừng bắt em mà chị ơi. Bắt tụi em đi. Yên tâm đi, hai chị em tôi bắt hai người về không có làm gì đâu. Người yên chỗ à. Trời ơi, sướng quá trời, yên chỗ. Ủa, bị bắt về mà ngồi yên có một chỗ à hả? Đã. Không cần phải làm gì hết. Ủa, vậy bắt tụi em về chi vậy chị? Để làm mồi cho hai tụi tôi đó. Làm sao ta? Có nghĩa là ăn thịt đó. Không nói nhiều nữa, bắt vô lòng mân thịt cho ta. Ba má ơi, cứu con với ba má. Ah!
Con vô đi chơi thôi, con đâu có làm cái gì đâu. Mà hai chị đó bác, hai chị là bắt con ăn thịt đó bác ơi. Ủa, nhưng mà tại sao tụi con lại bắt người ta làm thịt hả? Nghe ba dặn nè, con người phải biết thương yêu lẫn nhau, không được nhốt người ta, không được thịt người ta ra ăn, nghe rõ chưa? Thả người ta ra. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Bay đâu? Thả người ta ra. Rồi. Không cần, em đi. Đây, đây, dạ. Dạ. Thưa bác, nãy giờ tụi con có thể thoát ra được, nhưng mà tụi con lịch sự lắm, chừng nào hả người lớn cho phép á tụi con mới dám ra. Dạ. Dạ, bác ơi, con cảm ơn cả nhà của mình. Chào tạm biệt mọi người, con đi về. Con đi nha. Quay. Đây không phải là nhà vệ sinh công cộng. Muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Bây giờ sao bác? Hai người từ đâu đến? Dạ thưa bác, tụi con từ Sài Gòn tới. Sài Gòn là ở đâu? Dạ, Sài Gòn cũng gần đây thôi à bác. Sài Gòn đẹp lắm á ha. Dạ Sài Gòn đẹp đó bác ơi. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn... Ê ê, dạ tụi con muốn đi Sài Gòn chơi không? Dạ muốn. Chờ ba một chút. Hai anh chị ơi, hai anh chị có thể dẫn hết nguyên bộ lạc của tôi đi Sài Gòn chơi được không? Cha, bộ lạc của mình hơi đông á, mình di chuyển bằng cái gì mới đủ ở đây bác ơi? Chờ tôi một chút. À, ủa, bác ơi bác, cái bè này có chút xíu à, sao mà chứa đủ nguyên cái bộ lạc của mình vậy bác? Người ta nói là cái bè này á, là cái bè thần kỳ đó. Thần kỳ hả bác? Nếu mà nhiều người lên thì cái bè này nó sẽ càng bự ra, càng bự ra. Wow. Oh, hay quá, vậy mình lên thôi mọi người ơi. Đi 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 đi, đi Sài Gòn đi, lên đi. Ôi đi. Đúng rồi nè bác ơi, bác nhìn nè, lên hết trơn rồi mà cái bè nó vẫn chưa nở ra luôn bác ơi. À, thôi mình đi đi nha. Chào tạm biệt bác. Bye bye. Còn ba cha con tôi nữa ơi. Quên, còn gia đình bác nữa, nhưng mà bè hết chỗ rồi bác ơi. Thì ẩm tôi lên. Trời ơi, nó lên, ẩm lên. Rồi, đi rồi. Sài Gòn thôi. Ê, tới Sài Gòn rồi, tới Sài Gòn rồi. Sài Gòn. Go. Ê, Sài Gòn kìa. Ôi, đẹp chưa. Đẹp quá kìa bác ơi. Khi bố cơ đang bay về, lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi. Chỉ cần con tim thành phố, nhà ma Sài Gòn đây. Sài Gòn ta đói thương sáng ơi. Sài Gòn phương xa, Sài Gòn phương đến không lẽ đáng ơi. Nhà ma Sài Gòn sâu yêu, cùng họ phương đó năm tươi thơm say. Chào mừng thương lên, cùng nhau ta hát và lên. Hóa tay cho Minh Hằng và Ngọc Nhi. Đặc biệt hết là cảm ơn vũ đoàn Rồng Con và bạn nhỏ bé Tin Tin. Bắt cóc Tin Tin ở lại. Bộ lạc của bạn bắt cóc tụi tôi hả? Bây giờ tụi tôi bắt cóc bạn nè. Giờ cho chú Minh Sầu đứng kế Tin Tin xíu đi. Con hỗ trợ cho bạn xong con thấy làm sao? Dạ, cảm giác con rất vui. Vui. Thì con có muốn tham gia chương trình này ở những mùa sau không? Dạ, con cũng muốn hả? Muốn hả? Bây giờ mình diễn xuất là được không mọi người? Nãy giờ diễn được không? Tin Tin diễn là ok chưa?
Bây giờ mình hát thử coi coi các cô các chú dưới có chọn mình không, muốn mà mùa sau mình đi thi nè. Bẽn lẽn. Đâu thử coi. Ngại quá hả? Hát đi con. Vỗ tay cho Thiên Thiên hát hát đoạn thôi. Hát cao thôi. Hát bài nãy luôn được không? Biết xa là mãi xa xa xa, nhưng có chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe là lắng nghe bạn ơi. Trời ơi con hát rồi. Mấy chú ban nhạc không biết theo con làm sao luôn. Không biết vô cái tông nào cho hợp lý luôn á. Hát và rụng lông luôn ông ơi. Chú nghĩ là ngày hôm nay là rất là cảm ơn con đã đến hỗ trợ cho hai bạn nha. Con có muốn chúc gì hai bạn không? Dạ con chúc là hai bạn sẽ thi thành công và rất là thành công. Cảm ơn Tiên Tiên đã đến với chương trình tuần này và hỗ trợ cho hai bạn nha. Rồi high five. Yeah. Yeah. Cảm ơn nữa cho bạn. Con nhiều nha. Dễ thương quá, cảm ơn con. Gốc Sài Gòn. Vô trong đó còn gốc Sài Gòn nữa. Giật cái mình luôn á. Qua từng tuần thì chúng ta sẽ có những cái sự hấp dẫn bất ngờ khác nhau đúng không ạ? Và tuần này lại là một lần nữa, cảm ơn tụi con đã mang cái sự mạnh mẽ đến với chương trình của chúng ta. Và bây giờ xin mời Hoa Minh Di và Hình Lập trước ạ. Cảm xúc của mọi người như thế nào? Cái tiết mục của mình á, nó gần gần như là một cái vở kịch mà nó có ca hát nhảy múa đủ thứ, gọi là tạp kỹ luôn á. Chú rất là khuyến khích tụi con cập nhật cho mình nhiều cái kỹ năng hơn nữa để cho con có một cái tương lai gì đó ngày càng phát triển. Chúc mừng tụi con. Con cảm ơn chú. Cảm ơn đội lấp lánh rất nhiều. Còn bây giờ xin mời anh Thanh Duy và chị Khá Như. Chú chỉ thấy là đây là một tiết mục rất là hấp dẫn. Hồi nãy thật sự là chú bị dính vô trong cái tiết mục của tụi con đó, tức là cứ ngồi đây và chú đang tưởng tượng giống như là mình cũng đang ở trên cái hòn đảo đó. Chú coi tiết mục này chú cảm thấy rất giải trí, rất dễ chịu. Tiết mục rất là hay của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Mời gia đình nhà mình bây giờ sẽ được chia sẻ cảm xúc của mình tí xíu nè. Xin mời anh Trung và Dụ Nhi. Cô đã cùng tập với tụi con rất là nhiều và con cảm thấy bên trong tụi con có rất là nhiều nghị lực. Tiết mục này nó còn dài hơn những cái tiết mục lần trước nữa mà các tụi con phải tập trong cái thời gian rất là gấp rút. Cảm ơn tụi con rất là nhiều khi mà tụi con cũng đã cùng với tập thể nhóm của mình, cùng với chú Trung và cô đã cố gắng hết sức mang lại một cái tiết mục hay cho chương trình. Cảm ơn hai con. Dạ con cảm ơn cô. Ngày hôm nay tụi con rất thành công với bản thân tụi con rồi. Tụi con đã hóa thân vào rất nhiều nhân vật rồi. Mỗi ngày tụi con sẽ học hỏi thêm được nhiều hơn nữa. Và sẽ sau này sẽ là những ngôi sao trong tương lai. Cảm ơn tụi con rất nhiều đã đến với cuộc thi này. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên. Một lần nữa chúc mừng cho hai bạn nhỏ đến từ bộ lạc của mình, Ngọc Nhi và Minh Hà. Minh Hà, cảm ơn tụi con. Rất là vui đúng không? Nào vào trong thôi. Yeah. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi không khí. Và đặc biệt hơn hết là sẽ được đến với một thành phố mộng mơ. Đó chính là Đà Lạt. Như thế nào đây với tiết mục này? Tiết mục sẽ được trình diễn với hai tiếng hát của Ngọc Thảo và Tiểu Bình đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Xin mời. Thảo ơi, nhanh lên đi em. Chỗ này đẹp quá nè. Nhiều hoa quá. Thảo ơi, em chụp chung chị một tấm hình nha. Dạ. Chị chụp cho em một tấm luôn đi. Ê, nó nghe hai đứa, nó không phải khen chứ hai đứa chụp hình sinh động lắm luôn á. Rất sôi động luôn chứ không phải giỡn nha. Nhìn đi, cảnh vật ở đây nó quá trời là tươi, nó đẹp mà hai đứa đứng đơn như vậy là không có được, hiểu không? Vô đi, để bác chụp cho hỗ trợ cho nè. Mình tươi lên nghe không? Vui vẻ lên chứ mày làm gì mặt chầm chầm vậy? Đây nè, 2, 3, cười lên. Đúng rồi, sang trái đi mấy đứa, sang trái, sang phải đi mấy đứa. Ừ, sang phải. Quay vòng tròn, đúng rồi, quay vòng tròn. Nhảy đi mấy đứa, nhảy đi. Ừ, đúng rồi, nhảy đi. Nằm xuống nè mấy đứa, nằm xuống. Chụp xong không có tuột máu lắm đâu, ha. Nhưng mà được cái hình đẹp, hiểu không? Trời ơi, còn đứng đó làm cái gì nữa, chụp cho tôi tắm cái đi nè. Ừ đó, vô. Ừ à, đó, đúng rồi. Ừ à, đúng rồi. À, cảm ơn hai con nha. Trời đất ơi, hình đẹp quá. Rồi đi đâu đi. Ôi quên, điện thoại của hai đứa. Nè, ở đây nhiều chỗ đẹp lắm. Đi chụp nhiều vô làm kỷ niệm, hiểu không? Rồi đi. Mệt chưa? Mình sống đi tò theo tôi làm chi? Dạ thưa con, tới đây cảm ơn bác. Ừ, được rồi, rồi đi chơi đi nha. Ủa, bác ơi, bác ở đây từ đó tới giờ hả bác? Ừ, đúng rồi, chỗ này chỗ bác ở.
Nhưng mà được cái là ở đây có rất nhiều kỷ niệm nha con. Muốn nghe kỷ niệm của bác không? Dạ muốn. Kỷ niệm của bác là như vậy. Lạt mưa dù lòng người lữ thương với bao nhiêu ước mơ, lưu luyến Đà Lạt thơ kỳ hoa anh đào nở đường lên phố xưa, gặp ghềnh suối đá lắng trên hoa đẹp tươi với sương làm nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời hát ngàn là lời hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Tam ly vô tư lên tiếng than muôn đời, thông reo vi vu than thở như ngập ngùi, lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên nàng trinh nữ. Linh sơn đâu đây một tiếng chuông ban chiều, nhưng dù ai say trong giấc mơ dạt dào cho thế nhân thôi, dù hết u sầu để lòng quay về bên yêu. Ngồi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó phai. Cái kỷ niệm của bác là nó vậy đó. Hiểu gì không? Dạ chưa hiểu lắm. Đúng rồi, kể có hết đâu hiểu. Còn nhiều cái sau đó lắm con. Khi mà bác và bà ấy gặp nhau, hai người trở thành tri kỷ ở cái vùng đất này. Hiểu chưa? Dạ chưa hiểu lắm. Trời, cái gì mà chưa hiểu lắm hoài vậy? Nói chung là lắng nghe chiều xuống chứ thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Hát hay hơn tôi luôn á nghe. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoang hồn thua màn đêm. Người đi trong sương rơi,
lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau bay nói, hỡi quê hương giữ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau bay nói, hỡi quê hương giữ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt đây là hình của bà nè, đẹp không con? Dạ đẹp. Ủa vậy là bác gái không còn trên đời nữa hả bác? Bậy, bà còn sống nhăn răng, cái này là hình kỷ niệm thôi chứ phải di ảnh. Nè coi không, bà nè. Ủa bác ơi, vậy bác gái ở đâu vậy bác? Bà ngồi chần chần ở dưới kìa, thấy không? Lấp la lấp lánh đó. Nói chung bác và bác gái không có may mắn thành vợ chồng, nhưng tụi bác trở thành tri kỷ của nhau, có những kỷ niệm đẹp ở vùng đất lạnh này đây. Một tràng pháo tay cho Ngọc Thảo và Tiểu Bình. Chắc là bây giờ mời bác trai về với bác gái. Chúng ta đoàn viên. Rồi hình em trời. Thiệt á, về để coi cho Hòa coi coi có phải mình không nè. Phải em không? Dạ Hòa, để lên coi khuôn mặt đó khuôn mặt này có giống nhau không. Phải à. Bây giờ thì mời chú Duy. Hôm nay Tiểu Bình đã làm chú rất thích, con hát dễ thương lắm, và cái cách mà con hát hai cái bài này rất là hợp với con, dễ thương vô cùng. Bé kế bên dù là có một cái phần là cái cách nhả chữ nó hơi đặc trưng, con hát ví dụ Đà Lạt là con là Đà Lạt luôn, nhưng đôi khi điều đó lại trở thành cái điều đặc biệt chỉ có một mình con có thôi. Và với một người nghệ sĩ thì khi mà mình có một cái điều mà chỉ một mình có, mình sẽ biến cái điều đó trở thành điều độc nhất và trở thành cái điểm nhấn mà khán giả sẽ nhớ tới giọng hát của mình con nha. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Ngày hôm nay Tiểu Bình đã được về với cái sở trường đúng của con, ngay gu của con luôn, thì không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Con có cái độ ngân rất là nhiều, thì khi con qua hát cái giọng này con bớt ngân lại chút xíu mà con vuốt luôn thì sẽ làm cho con mềm lại, và hy vọng là chung kết sẽ được gặp hai con. Wow. Cảm ơn chú. Xem như một lời chúc ha. Ngồi phía dưới thì theo dõi tụi con, nhưng mà chú Minh Sù cũng theo dõi cô Hòa. Cô Hòa hát theo tụi con từng câu từng chữ luôn. Thế bây giờ thì cảm xúc của Hòa như thế nào? Xin mời. Thật sự hai bạn á, khi mà em ghép cặp với nhau, và thật sự là Thảo mộc mạc và ngây ngô đến độ là không có một cái sự uyển chuyển và điệu đà nào trong câu hát của con cả. Và đó là cái điều mà cô Hòa phải dành rất nhiều thời gian chỉnh cho Thảo từng chữ một. Và đến ngày hôm nay khi mà Thảo hát được như vậy là đã là một sự thành công kinh khủng đối với cái sự nghiệp dạy học trò của em rồi. Và em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn hai con vì đã nỗ lực rất nhiều về tiết mục này. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô Hòa. Hòa cũng có cái sự mãn nguyện về cái việc mà dạy học trò, thì bản thân chú Lập cũng cảm giác hài lòng với những gì mà chú đã truyền đạt cho tụi con. Chú không thể nào mà bắt tụi con diễn quá xuất thần hay là quá xuất sắc. Nếu như mà nói với đội Quỳnh Lập thì chắc chắn người ta sẽ nhớ đến hai tụi con và nhớ những cái tiểu phẩm mà chú và con đã cùng diễn với nhau và tụi con đã cùng hát với nhau mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Và thành công của chú đó gì? Tạo cho con niềm tin, tạo cho con được cái sự thoải mái khi tụi con bước lên sân khấu. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn tụi con đã có một cái tiết mục rất là ngọt ngào, dễ thương ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho Ngọc Thảo và Tiểu Bình. Ngay bây giờ sẽ là tiết mục rất quen thuộc đến từ nhóm Wonder Girl, ca khúc Nobody, nhưng được mashup cùng với một ca khúc kinh điển khác nữa. Hãy chờ đợi xem. Một tràng pháo tay thật lớn cho Thu Huyền và Mỹ Anh đến từ đội huấn luyện viên Thanh Duy và Khải Như. Xin mời. Mỏi chân quá, tôi đi tôi chịu hết nổi rồi. Cũng tại bà không đó, ai mượn tách nhóm ra đi khám phá làm chi, giờ lạc rồi đó, tính sao giờ? Vậy thì bà không nhớ cái mục đích của cuộc hành trình mình sao? Nhớ chứ, tụi mình đi tìm bí kíp tuệ tỏa sáng á. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết, có chơi có chịu, không còn không về. Ủa chứ bây giờ muốn về cũng đâu có biết đường đâu mà về. Dễ thương. Wow, những pho tượng này đẹp quá. Tôi nhìn họ giống như là các ca sĩ nghệ sĩ vậy. Thiệt hả? Họ là các ca sĩ nghệ sĩ sao?
Tội nghiệp quá à. Chắc tại họ đi hát nhiều quá nên hóa thạch luôn rồi. Trời, đừng có nói bậy. Tôi nghĩ họ là những vị thần âm nhạc á. Vậy làm sao để chúng ta thức tỉnh họ dậy đây? Tôi có đọc một cuốn sách chỉ cách thức tỉnh họ bằng âm thanh. Thiệt không? Làm thử đi. Trời ơi, bé quá. Không có nghe gì hết trơn á. Thử lại một lần nữa xem. Họ nghe được âm thanh của mình kìa. Thiệt hả? Là thiệt đâu đó, chắc chắn là mơ. Đây không phải là mơ mà là sự thật. Chào các con, hôm nay các con tới đây để làm cái gì vậy? Dạ, tụi con tới đây để tìm bí kíp tỏa sáng. Bí kíp tỏa sáng à? Nói đi em. Bí kíp tỏa sáng nằm trong trái tim của các con. Các con có đam mê không? Dạ có. Nếu như các con có đam mê thì chúng ta sẽ chắp cánh cho con bay đến ước mơ của mình. Nào theo ta. Love you.
lung linh, huyền ảo và đặc biệt hơn hết là nó có một cái sự bùng nổ vào đoạn cuối cùng của chúng ta trong phần trình diễn vừa rồi. Không biết là cảm xúc của cô Diệu Nhi như thế nào ạ? Cô Diệu Nhi vẫn thích cái tinh thần ở bài thứ hai của hai con hơn, giống như nó hợp á, nó vô cái chất của mình vậy đó. Nhưng mà bài đầu tiên cũng rất là dễ thương. Phần trình diễn rất là tốt, chúc mừng hai con nha. Cảm ơn cô Diệu Nhi ạ. À. Còn chú Trung sao chú Trung? Bốn đứa con giỏi lắm. Anh Trung có vấn đề mấy tụi em. Cũng biết là cô Hòa ngày hôm nay thì cũng với một bộ váy rất là lấp lánh. Cảm giác của cô như thế nào? Quay trở lại với sở trường tiếng Anh và một bài hát mà em nghĩ là đây có thể gọi là một ca khúc kinh điển. Thì qua cái giọng hát của các con đã thể hiện rất là mãnh liệt. Và cô nghĩ là hai con đã rất là thành công ở cái bài hát thứ hai. Còn bài hát đầu tiên thì đã mang lại cho tất cả khán giả ở đây một bầu không khí rất là dễ thương. Các con đã làm rất là tốt rồi, chúc mừng hai con nhiều nha. Hy vọng các con được vào vòng trong. Chị Như Văn Duy có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Đầu tiên là chắc phải cảm ơn các vị huấn luyện viên đã cho các bé một cái động lực rất là lớn. Bởi vì khi mà các bé diễn trên này, thật sự hai bé này đúng là áp lực khi mà biểu diễn tiết mục này. Cô cảm thấy các con đã làm rất là hết mình và cái sự thông minh của các con học thoại kinh khủng làm cho cô cảm thấy trời, mình phải cố gắng để mà cho cái tiết mục nó hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh Thanh Duy. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi từ trong suốt thời gian qua, và hẹn gặp lại trong lần tới nha. Một lần nữa một hỗ tay cho gia đình Thiên Thần. Ngay bây giờ sẽ là một ca khúc rất thành công với sự thiện của ca sĩ Trúc Nhân, ca khúc Thật Bất Ngờ. Nhưng chúng ta có bị bất ngờ hay không bởi hai bạn nhỏ Quốc Hưng và Gia Uyên đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như? Xin mời. Người thờ thang, xong đến chuyện người thì nở nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lỡ cuốn người người đọc vào bản sao. Cô ơi, mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì gan đàn, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia hùa với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lấy ra lời vào, một ngày mai nhớ nhau, nhớ nhau, nhớ nhau. Từ ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bảo tình có lẽ anh hơi ngây ngô, em đang hơi vô, không có lỗi. Vào màn hình TV đêm ngày trông tròn vào trong xí. Như thơ, như ly gamble, ôi thật bất ngờ. Chết sốc, những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây. Tôi muốn đẹp xuất sắc thì điền vào đây. Không có gì thì mình sẽ mua nơi. Tôi muốn những năng đông xôn xao đang hô hào. Hát thì thầm về tôi muốn hát thì thầm về tôi. Mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Là anh kia hùa với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lời ra lời vào, một ngày mai nhớ nhau, nhớ nhau, nhớ nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bản tình có lẽ anh hơi ngây ngô, em đang hơi vô. Trông tròn vào trong trí óc, về một thế giới như mơ như thơ như ly gamble, ôi thật bất ngờ. Ooh.
Xin được cảm ơn Vũ Đăng Ô và huấn luyện viên của mình Khả Như và Thanh Duy. Ở dưới á, anh ngồi dưới anh nhìn lên sân khấu anh nói trời ơi chị đẹp Như quá, đẹp, đẹp quá chị Như. Hôm nay chị đẹp quá trời ơi. Thật sự là nó đẹp vì thần thái của chị ạ. Mỗi một cái cách di chuyển của chị lại xử lý cái làm chủ được bộ váy của chị, làm nó không hề bị lộ liễu hay không hề bị một cái gì rất nhìn phản cảm hết. Rất rất là tinh tế. Sau đó thì anh Duy xuất hiện. Trời ơi, đẹp không kém, thật sự luôn. Mà các anh chị diễn với nhau vở này, đây là một cái vở mà cô Hoàng nghĩ là cô Hoàng thích nhất của các con từ trước đến giờ luôn. Chúc mừng các con rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn cô. Trong cái bài hát này phải chuyển giọng, gần giọng, phải làm sao cho nó diễn xuất được các cảm xúc ở trong cái bài này cực mà kỳ khó. Em thấy chuyển rất là nhanh luôn á. Yeah. Đang hát này cái chuyển qua hồi, cái chuyển qua chuyển lại rất là nhanh mà hai con rất là bình tĩnh. Mà lúc mà hai con vừa mới bước ra, cô Nhi thấy ồ bữa nay hai bé thấy có một cái sự trưởng thành ở cả bên ngoài lẫn ở trong giọng hát, thấy khác hẳn những cái tập trước luôn. Tập cái này cái chắc khó lắm ha. Thấy mọi người di chuyển nhanh. Nếu mà không tập trung á là sẽ bị đụng liền. Tại vì quẹo màng. Chính vì lý do mọi người thuần thục này kia mà coi bị hút, cho nên em cảm thấy ủa sao tiết mục này em vừa mới nhanh bắt đầu mà sao nhanh. Nó nhanh dữ. Còn muốn coi nữa, rất là hút luôn. Chúc mừng cả nhóm, chúc mừng hai con nha. Chúc mừng các con chị. Chắc cho chị chia sẻ chút xíu. Các bé có một cái sự nỗ lực kinh khủng lắm. Chắc mọi người cũng biết là khi mà diễn mà nhạc kịch mà những cái tiết tấu nhanh như vậy á, nó không chỉ về nhịp nữa mà nó là thần thái. Mà hai bé này nó có một cái sự mà khi tập á thì nó lù lù, nó không có làm như vậy đâu. Đây là một cái trường hợp rất lạ. Thường người ta tập 10 á, người ta sẽ diễn khoảng 8-9. Còn hai bé này là nó tập khoảng 7-8 thôi, nó diễn là 10. Nên khi mà mình tập, mình không có đo được cái bé này như thế nào. Chỉ biết là bây giờ phải tin con thôi. Cảm ơn hai con đã dạy cho cô được một cái bài học, đó là phải tin nhau. Cảm ơn tụi con đã làm thật tốt cái này. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Và đó là Quốc Hưng và Giáo Huyền đến từ bộ đội huấn luyện viên Khả Như và Thanh Duy. Và tiếp theo sẽ là một phần dàn dựng nói về đam mê của chính những người ca sĩ. Họ đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Ca khúc Hát Nửa Đi Em với sự thể hiện của Quốc Linh và Quỳnh Nhi đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Cốc ổi mía ghim không? Anh cốc ổi mía ghim không? Anh chị ơi, cốc ổi mía ghim anh chị ơi. Ủa? Chị Bầu. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ủa chị tưởng đâu là em kêu chị bầu tưởng tự kêu em ấy chứ. Trời ơi thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà bầu chị không chịu, nó kêu chị bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không à. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha. Chị, nó nghe nè. Hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không? Không ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm bà bắn. Rồi. Dạ, bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường lên nước lo cho nước mọi người liền. Ừ. Rồi, biết rồi. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Bà ơi. Quên nữa, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không biết, để em vô em coi. Chết tôi rồi. Bà cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Bà cho tôi hát đi bà bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Ơi, cái đi đủ hết rồi. Ừ. Hết rồi đó. Lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa? Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà bầu hát. Vậy hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi, không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền.
hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sắt sầu thương, người giàu cười áo lao son phân, ta lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. À, hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. À, con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Tô đẹp mà
hát nữa đi em. Dù buồn vui cay đắng mặn nồng, hát nữa đi em. Mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Trời ơi, hay dữ vậy. Trời đất ơi, từ nào giờ mời show chưa bao giờ cho nó lên sân khấu hát này nó mở miệng hát hay dữ vậy trời. Rồi nó đâu đây là hai đứa thần đồng này vậy hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên. Thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bà bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ, cảm ơn bà bầu. Trời đất ơi, với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi, nổi tiếng liền luôn. Hát dạ được chị. Được không? Được, dạ được bà bầu. Rồi, vậy là chị, tôi nhận chị. Nha. Vậy là ảnh hát chung tới bốn đứa lận á chị. Đâu bốn đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời, kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo, xanh nở xong đi chị cho Linh hát. Thôi, dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Thử rồi. Hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả? Hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không được. Trời đất ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi không chịu à. Không, em hát nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử à. Hát nữa đi em, lấy mình chăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi anh, mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai huyền vời. Một lần nữa xin được dành một tràng hỗ tay thật lớn cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cảm ơn Nghi Lộc rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng hỗ tay nữa cho nghệ sĩ Nghi Lộc. Bây giờ tụi con phải đứng đây để lắng nghe ý kiến của tất cả các huấn luyện viên còn lại ha. Cô Hoàng Minh Di, xin mời cô. Đây là một cái tiết mục mà cô cảm thấy các con biểu diễn xuất sắc và hay nhất từ trước đến giờ của các con luôn á. Sao xuyến kinh khủng. Bình thường là cô đã rất là hay khen Quốc Linh rồi. Bởi vì giọng hát của Quốc Linh nó ấm áp mà nó mộc mạc mà nó chạm thẳng đến trái tim của cô Hòa luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cô muốn dành lời khen nhiều hơn cho Quỳnh Nhi. Con hát bài này quá hay. Cô Hòa dành mọi lời khen tuyệt vời nhất dành đến cho hai con trong tiết mục này. Con cảm ơn cô. Đối với cặp đôi huấn luyện viên chị Khả Như và anh Thanh Duy như thế nào ạ? Xin mời. Các con hát hay và tự tin, cái sự bản lĩnh của các con cũng như cái sự dẫn dắt của chú Trung, cô Nhi làm cho tụi con cảm thấy trưởng thành hơn rất là nhiều. Và cô mong rằng cái bản lĩnh của tụi con cộng với cái khả năng của tụi con sẽ làm cho tụi con tỏa sáng. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn các huấn luyện viên. Và chắc chắn bây giờ sẽ là đôi điều chia sẻ của anh Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Ngày hôm nay ở trong cái kịch bản này, ba muốn gửi đến cho tụi con là một cái ý chí. Đường đi của mình trong cái ngày này rất là gian nan, nhưng mình phải cố gắng, mình nỗ lực. Tụi con cứ hát thôi. Ngoài sau lưng có ba má ở đây phụ cho tụi con hết mình. Cố lên. Cảm ơn tụi con đã có thể tiếp thu và truyền tải cũng như là cố gắng trong từng mỗi tiết mục. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên và đặc biệt hơn hết là chúng muốn nói với hai tụi con là hát nữa nha tụi con. Một tràng hỗ tay cho tiết mục của Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Nếu tất cả quý vị vẫn còn nhớ ca khúc Con Cò, Thảo Nhi và Trâm Anh đã kết hợp quá là xuất sắc cùng với huấn luyện viên của mình, ca sĩ Hòa Minzy. Và lần này cũng sẽ như thế với một ca khúc kinh điển khác khó hơn. Và đây chính là thử thách dành cho hai bạn. Hãy cùng đến với ca khúc Không Thể và Có Thể với Trâm Anh và Thảo Nhi. Xin mời. Thank you.
điều này rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ đôi
một tràng hoa tay cho Thảo Nhi và Trâm Minh. Xin được cảm ơn Vũ Đàm, Phương Việt. Và đặc biệt hơn hết, xin được cảm ơn Hòa Mizzy. Không biết cảm xúc bây giờ của Thanh Duy và chị Khả Như như thế nào ạ? Bài này nói thật là coi rất là hấp dẫn á. Khi mà coi á, là mình bị cuốn theo cái sự biểu diễn và cái giọng hát của hai con. Từ càng ngày á, là cái tiết mục nó càng đẩy lên một cái sự cao trào về dàn dựng, về múa, về đánh trống, tất cả mọi thứ đang xen đường dây nước bước, tất cả mọi người đi vỗ tay vì cái sự ăn xâm đó của ba cô trò. Cảm ơn. Không biết Hồ Việt Trung thì như thế nào ạ? Tụi con rất chính xác khi mà về đội của cô Hòa. Tụi con đang thừa hưởng được những cái tinh túy của cô Hòa truyền xuống cho tụi con. Ngày hôm nay thật sự nha, tụi con không bị lép với cô Hòa. Cô Hòa đã dìu hai tụi con đi trên một con đường mà ba người cùng hợp sức lại làm cho các bài hát nó càng hay hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn anh. Còn chú Huỳnh Lập, đội mình nè, mình thấy sao nè? Tụi con đã hoàn thiện được những cái gì mà tụi con đã mắc phải. Và tụi con đứng trên sân khấu chung với cô Hòa thật sự xứng đáng. Và chú nghĩ đây là một tiết mục thành công của ba cô trò. Cảm ơn anh. Còn Hòa thì sao? Cái khả năng về cái giọng hát cao thiên phú của các con á, nó giúp em ở một cái là em nói gì và bảo các con làm thế nào các con cũng làm được hết. Những cái về thanh nhạc em rất là kỹ luôn, các con đã cố gắng làm hết sức mình rồi, không biết kết quả tiếp theo như thế nào, nhưng mà cô hy vọng là chúng ta đã có những cái giây phút học tập với nhau, mặc dù có những phút bắt đầu vào lớp là rất là nghiêm khắc nhưng mà sau đó là đã rất là vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Nên chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình. Các con hãy cố gắng nhiều hơn nữa và không bao giờ nghĩ là mình đã đạt thành công hay bất cứ một thứ gì cả. Đó là điều cô Hòa mong muốn. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Một tràng hoa tay cho tiết mục này của hai con. Cảm ơn anh Minh Vy, cảm ơn ba nhà. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút hồi hộp nhất dành cho tất cả các cặp đôi thí sinh trong đêm thi tối nay. Hãy cùng đến với phần công bố kết quả đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Xin mời các con quay trở lại sân khấu, nắm tay nhau và lắng nghe quyết định. Thời gian qua mình đã có những trải nghiệm rất là vui cùng với nhau, và bản thân chú và cô Như rất là hạnh phúc vì có những điều á, nó thể hiện được cái sự là hiểu nhau của chú và cô cùng với các con. Con là tài sản quý giá nhất của cô chú trong chương trình này. Kết quả ngày hôm nay có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời cùng với nhau. Cô chú sẽ đồng hành cùng với Gia Quyên và Quốc Hưng và xin chia tay Mỹ Anh và Thu Huyền tại đây. Và hãy dành một tràng hoa tay thật lớn, xin được cảm ơn hành trình của Mỹ Anh và Thu Huyền. Gia đình mình ôm nhau nào. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là kết quả đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời các con quay trở lại sân khấu. Rất là cá tính và vui vẻ đúng không ạ? Yeah. Xin mời Hồ Việt Trung và Diệu Nhi sẽ đưa ra kết quả của mình. Bốn đứa con đứa nào cũng cố gắng hết. Cặp đôi ra về sẽ rất tiếc nuối nhưng mà sẽ bù lại cho tụi con. Thôi vì chúng hứa sẽ đỡ đầu cho hai em này. Rồi, Diệu Nhi. Anh Trung và Nhi quyết định cặp đôi sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo. Đó là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Chúc mừng hai con. Vậy là cặp đôi chiến binh tiếp theo của huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi sẽ được bước tiếp vào vòng trong, đó chính là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Và bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng đến từ cặp huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập. Xin mời các con quay trở lại sân khấu. Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất. Xin mời Huỳnh Lập và Hoa Minzy. Chúng ta lại phải một lần nữa đối mặt với nhau trong một cái khoảnh khắc không mấy dễ chịu, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải như vậy. Với tất cả những gì tụi con đã tập luyện được, tụi con đã phản ánh hết tất cả những cái sự cố gắng của tụi con trên sân khấu này. Và chú vô cùng trân trọng những gì mà tụi con đã mang đến cho chú. Chú xin nhường lời lại cho cô Hòa để mà có thể đưa ra quyết định cuối cùng của đội chúng ta. Cô Hòa mong là các con hãy vui vẻ và bằng lòng với kết quả ngày hôm nay. Ai hoàn hảo hơn, ai tốt hơn, nhận được nhiều tình cảm của quý vị khán giả cũng như các huấn luyện viên hơn chẳng hạn. Các con đều là những người nhận được những điều đó, nhưng chắc chắn một trong hai cặp có một cặp làm tốt hơn. Bây giờ thì cô Hòa sẽ công bố kết quả. Con Duy xin được chúc mừng, cặp đôi sẽ được bước tiếp vào vòng trong, đó chính ạ. Trâm Anh và Thảo Nhi. Chúc mừng Trâm Anh và cả Thảo bốn Nhi. Cả bốn vào chỗ đây luôn. Cả bốn. Đúng rồi. Vui vẻ
phải chủ động lên, đúng rồi. Dạ. Vậy là kết quả đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hòa Minh Di và Huỳnh Lập. Xin được chúc mừng cho Trâm Anh và Thảo Nhi. Đỉnh Song Ca Nhí mùa thứ ba đã đi đến chặng đường cuối cùng. Và đêm chung kết xếp hạng 1 hôm nay sẽ là những màn trình diễn đơn ca tuyệt vời của 6 thí sinh xuất sắc nhất chương trình. Dữ vậy trời. Cái phần hát với phần múa với phần diễn tuyệt vời. Cô Xuân thích cái cách con biểu diễn. Nó sảng khoái, nó thoải mái mà rất là dễ thương luôn. Ủng hộ con 100%. Tôi mong rằng cái thông điệp này sẽ gửi đến tất cả những người chúng ta đang xem chương trình và hãy quý giá những cái gì mình đang có. Và với cái tài năng như vậy thì trong tương lai con sẽ rực rỡ để đem đến niềm hãnh diện cho cha mẹ con. Và hãy cùng chào đón MC Minh Sù để có thể bắt đầu buổi trình diễn ngày hôm nay. Minh Sù xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chúng ta đã cùng nhau đến với đêm thi chung kết của cuộc thi Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí mùa 3. Quý vị thân mến, tối ngày hôm nay thì có rất là nhiều điều đặc biệt. Và đặc biệt hơn hết, chúng tôi đã nhận thấy sự xuất hiện của những vị khách quý có mặt trong đêm thi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu về phía đại diện nhà sản xuất. Xin được giới thiệu bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sang Vàng, đại diện nhà sản xuất. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Khánh Toàn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Kim Long. Xin được trân trọng chào đón các ông bà. Ngày hôm nay chúng ta rất vui khi được chào đón quán quân của Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí mùa 1. Xin được giới thiệu Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Tụi con ơi, tụi con ở đâu rồi? Dạ, còn mùa 2 thì chắc chắn không thể nào thiếu được, đúng không ạ? Một tràng hô tay cho quán quân Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí mùa 2, Tấn Bảo và Nhật Duy. Hãy cùng với quý vị, ban giám khảo và khán giả ngày hôm nay theo dõi những tiết mục tụi con nhé. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, và chắc chắn một điều không thể thiếu đêm thi chung kết tối ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới đây những vị giám khảo rất đặc biệt. Đây sẽ là hội đồng nghệ thuật với chuyên môn cao sẽ giúp cho tất cả chúng ta tìm ra được chủ nhân của giải thưởng quán quân một cách công tâm nhất. Và ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Đức Huy, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Sự giới thiệu danh ca Phương Dung. Dạ, con xin chào các cô chú ạ. À, không biết là cảm xúc của cô Kim Xuân khi đến với đêm thi chung kết tối ngày hôm nay như thế nào ạ? Xin mời cô. Thật ra thì cái cảm giác mà ngồi ở đây để nghe các em những tài năng âm nhạc trình bày thì cái điều đó thú vị lắm. Cũng có một cái may mắn là năm rồi Xuân và anh Đức Huy cũng ngồi ở đây và đã thấy rằng có nhiều em đam mê âm nhạc và các em đã hết lòng, hết mình với cái niềm thương yêu mà mình đã đặt vào. Và đó là một cái ký ức cực kỳ đẹp cho tuổi thơ. Và khi các em lớn lên, các em sẽ luôn mãi nhớ về điều này. Tôi nghĩ rằng đêm nay cũng vậy, sẽ là một đêm thăng hoa và sẽ nhận được sự yêu thương hỗ trợ của tất cả mọi người dành cho đêm chung kết Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí. Một tràng hô tay xin được cảm ơn cô Kim Xuân rất là nhiều. Còn với các nhạc sĩ Đức Huy thì sao ạ? Và hôm nay thì thành thật mà nói tôi phải cố mà đè nén cái sung sướng. Thứ nhất là được ở giữa cái không gian đầy năng lượng trẻ trung, từ huấn luyện viên cho đến những thí sinh. Khi mà vào đến đây thì tôi thấy là đêm nay sẽ là một đêm vô cùng sung sướng cho những người nào mà yêu mến âm nhạc. Xin cảm ơn.
Xin được cảm ơn chú Huy rất là nhiều. Và cuối cùng ạ, xin chào cô Phương Dung. Cô có một cái niềm vui sướng, hạnh phúc để nhìn lại cái đoạn đường đi rất dài của các em. Cô mong ước là trong đêm nay, đêm chung kết của Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí sẽ đem đến những bài hát, những diễn xuất, những dàn dựng, sẽ đem đến cho tất cả quý vị thưởng ngoạn một đêm tuyệt vời và một đêm tranh luận gay go giữa ba người giám khảo. Wow! Chứ gì mà Minh Sư đã thấy một cái sự khốc liệt nhất định rồi, và chúng ta đáng phải trông đợi đêm thi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin được chúc cho hội đồng nghệ thuật của chúng tôi sẽ làm việc thật là công tâm và vui vẻ tại hàng ghế của mình. Quý vị thân mến, đó là hội đồng nghệ thuật, những ba giám khảo khách mời trong đêm thi chung kết. Còn những cặp đôi huấn luyện viên thì sao? Tối ngày hôm nay họ cũng đã rất là lộng lẫy và ăn khớp với nhau trong những bộ trang phục của mình rồi. Đầu tiên xin được một tràng pháo tay chào đón cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minzy, Huynh Lập. Xin được giới thiệu cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Và cuối cùng là cặp đôi huấn luyện viên tối ngày hôm nay hoàn toàn ăn xong trong bộ trang phục của mình, Thanh Duy và Khả Như. Quý vị thân mến, tối ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, ba cặp huấn luyện viên của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng cũng rất là hồi hộp. Không phải nhận xét gì nữa cả, bởi vì chúng ta đã có sự chấm điểm của hội đồng giám khảo rồi. Và hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tin với các chiến binh trong đội của mình nhé. Một tràng pháo tay xin được chào đón tất cả quý vị khán giả đến với đêm thi chung kết Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí mùa 3. Quý vị thân mến, ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tiết mục đơn ca của đêm thi chung kết 1. Đầu tiên sẽ là một chiến binh rất là dễ thương đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Cậu bé triệu view này đã chinh phục được trái tim của chính tất cả quý vị khán giả trong hành trình vừa qua của mình trong cuộc thi Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí bằng giọng ca rất mộc mạc nhưng đầy tình cảm. Và tối ngày hôm nay, một lần nữa chàng trai này sẽ xuất hiện để chiếm trọn trái tim của quý vị thông qua ca khúc Tụi Nó. Một tràng pháo tay cho bạn nhỏ Quốc Linh, xin mời. Quên đời quên.
tràng hơi tay cho Quốc Linh. Yeah. Hên quá con hát có ba chiếc xe này thôi. Xe đạp, xe máy rồi xe xích lô. Con mà hát cái bài nào liên quan tới xe lửa chắc chương trình phải đầu tư đó con hả? Xin được mời ý kiến của ban giám khảo ạ. Mời cô Kim Xuân. Sao mà con nhỏ xíu vậy mà con lại có một cái nội lực ghê luôn á. Đặc biệt là những câu cuối cùng của con á. Trời ơi, nghe thương kinh khủng luôn. Con làm cô nhớ những năm trước. Nhớ Tấn Bảo nè, nhớ Đức Vĩnh nè. Cũng là một cái cậu trai nho nhỏ nhưng mà giọng hát nồng nàn, mà cái âm nhạc của con nó cũng gần gũi lắm. Cái chất của huấn luyện viên đã phả vào cái bài hát này rất là rõ, rất là giản dị, rất là chân thành và rất là gần, gần lắm với đời sống lao động của rất là nhiều người. Và cái giọng con cũng vậy, nó ấm mà nó thương lắm. Thì cô nghĩ là trên cái đường con đi là con sẽ tiến rất là xa. Con có một cái chất giọng lạ lắm, con hát thoải mái, rất tự nhiên. Bác khuyên là chọn những cái bài nào cái tông nó trưởng thay vì tông nó thứ. Tại vì bolero nó đã chậm rồi, nó lại hát tông thứ, nó lại kể những câu chuyện buồn thì nó sẽ lấy năng lượng của chúng ta đi rất nhiều. Thế thành nên nếu muốn hát bolero thì chọn những cái bài nó tươi một chút, vâng, để mà giữ lấy cái đẹp, giữ cái hy vọng trong cuộc đời. Chứ còn nếu mà cứ để tâm trạng của chúng ta buồn như những cái bài hát buồn đó thì là một điều không hay nhá. Mà ở nhà đó, con thích hát hay là con thấy ba mẹ con hát? Dạ, con thích hát ạ. Mà con thích hát mà con có cái mộng ước gì về cái nghề này? Dạ, con muốn được làm một ca sĩ đứng trên một sân khấu lớn ạ. Rất tốt. Tự vì con có đam mê, con có thích thì con mới trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp được. Và nói thêm là có lẽ là bây giờ con quá nhỏ để mà hiểu những cái điều này đâu. Thế nhưng mà đa số chúng ta nghĩ là chúng ta chọn một cái nghề nào đó. Tôi chọn làm ca sĩ, tôi chọn âm nhạc. Nhưng mà không, thật ra là tổ âm nhạc chọn chúng ta nhá. Thế thì bây giờ con còn đang trẻ, con thích hát là con cứ hát, con muốn nổi tiếng cũng được, mà con muốn đem lại niềm vui cho cuộc đời cũng được. Đúng vậy không bà? Dạ đúng rồi. Ok rồi. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ban giám khảo. Bây giờ chắc là ba Trung và mẹ Nhi phải chia sẻ tí xíu với con hả? Mời ba Trung. Từ những năm sau này con bắt đầu theo cái dòng nhạc bolero. Khi mà con dạy lại cho các bé đó thì con luôn luôn là nghe những cái lời dạy của các cô chú đi trước. Có một lần con thi game show thì cô Phương Dung có dạy con như thế này: hát bolero đầu tiên nhất là phải đúng lời của nhạc sĩ là điều quan trọng nhất. Mình hát sai lời là sai hoàn toàn ý nghĩa. Thứ hai là phải rõ lời, và thứ ba là cảm xúc. Thì ba điều này con đã nghe được những cái dạy, những lời dạy của cô, và con đã truyền lại cho các bé. Và hy vọng là cái tiết mục này sẽ làm hài lòng của các cô chú và tất cả quý vị ở đây. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn Hồ Vị Trung rất là nhiều. Và với sự cố gắng này ngày hôm nay thì Quốc Linh của chúng ta đã có một ca khúc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng hỗ tay nữa cho Quốc Linh. Xin được chúc mừng con. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là một dòng ca rất là nội lực đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập qua ca khúc Trăng Khuyết. Một tràng hỗ tay cho bạn nhỏ Trâm Anh. Vào một đêm trời
trăng tròn chạy lòng khi trắng quen. Anh ơi anh có biết chăng hay chuyện thế gian, sao anh lại ngỏ lời vào một đêm trắng quen để bây giờ thầm tiếc một vầng trăng. Thank you.